bà cố và ông cố có 14 người con. Cuộc đời không suôn sẻ, biến cố đau thương nhất chính là biến cố năm 2004. Chúa rước cha Lạn về. Và đây là một biến cố làm suy sụp bà cố. Bà nhớ thương cha Lạn và thơ thẩn nhiều tháng sau đó. Cũng từ đó, sức khỏe bà cố yếu dần. Chỉ sau 3 tuần nằm nhà thương thì Chúa đã gọi bà về đời sau trong bình an. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ nghe người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sau cái chết con người sẽ ra sao? Sau cái chết con người sẽ đi về đâu? Đó là những câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho những người không có niềm tin Kitô giáo. Một số người thì cho rằng chẳng có đời sau, chẳng có đi chỗ nào hết, mà chết là hết. Nhưng mà tất cả các tôn giáo khác, và ngay cả đạo ông bà tại Việt Nam chúng ta, thì vẫn cho chúng ta thấy là sau cái chết người ta bước sang một thế giới khác. Và cũng chỉ nói một cách chung chung, mơ hồ vậy thôi. Chẳng hạn như là sau chết thì đến miền cực lạc, đến nơi mát mẻ và hưởng cuộc sống an vui. Chung chung và mơ hồ vậy thôi. Nhưng mà thưa cộng đoàn, phần chúng ta, những Kitô hữu, những con Chúa, thì Chúa dạy chúng ta, và Chúa cho chúng ta biết rõ chết là về với Chúa. Chết là về nhà cha trên trời. Và Chúa còn nói rõ là Chúa dọn chỗ cho chúng ta trên nhà cha trên trời. Rồi chết là về quê hương vĩnh cửu, như lời Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Philippe đoạn 3 câu 20-21. Vì thế, hạnh phúc lớn nhất, hạnh phúc mà chúng ta khao khát nhất trong những ngày sống cuộc đời trần gian này là chết rồi được ở bên Chúa, được vào nhà cha trên trời, như lời người trộm lành xin với Chúa: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến con. Người trộm lành cả một đời sống tội lỗi, nhưng mà lại khôn, cái khôn quá là khôn, chỉ tìm một điều vô cùng hạnh phúc là được ở bên Chúa trong nước của Ngài. Chị Teresa hài đồng Giêsu hiểu được hạnh phúc được về với Chúa, nên gần giờ chết các chị em quây quần để khóc, để từ biệt. Và chị Tê Sa nói: Các chị em đừng khóc,
em không chết đâu, em về với Chúa. Còn Thánh Giáo Hoàng John 23 và Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị cũng nói những câu tương tự khi những người trong giáo triều quây quần thương tiếc Ngài sắp lìa đời, thì hai ngài đều nói câu giống giống nhau: cha sắp được gặp Chúa, đó là niềm vui, sao chúng con lại khóc? Chúng con phải vui với cha chứ. Và như vậy tất cả chúng ta, cuộc sống vắn vỏi này rồi sẽ qua đi, dầu sống thọ 94 tuổi như bà cố đang hiện diện đây rồi cũng khép lại, cũng chấm dứt. Nhưng mà quan trọng là cuộc đời này chúng ta sống thế nào, để rồi chúng ta được về bên Chúa, để rồi chúng ta được vào nước Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe, Chúa cho chúng ta rõ hai điều kiện để được vào nước Chúa, để được vào hưởng nhan Thánh Chúa. Thứ nhất, tin vào Chúa Kitô. Chúa Giêsu nói rõ ý của Thiên Chúa Cha là muốn mọi người tin vào Con Thiên Chúa, tức là tin vào Chúa Giêsu, để nhờ đó họ sẽ được mãi mãi chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài và được sống lại trong ngày sau hết. Phúc âm Gioan đoạn 6 câu 40 chúng ta vừa nghe rất rõ: thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Trong sách giáo lý Công giáo số 161 cũng viết rất rõ: tin vào Đức Giêsu Kitô và Đấng đã cử người đến để cứu độ chúng ta là điều cần thiết để đạt được ơn cứu độ. Điều kiện thứ nhất. Điều thứ hai là vâng theo ý Thiên Chúa, là thi hành ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta sứ mạng của Ngài là đến trần gian để làm theo ý Chúa Cha, hầu cứu độ hết mọi người, không loại trừ một ai. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy sống sứ mệnh của người Kitô hữu là vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, đón nhận mọi thánh giá đau khổ, sống chan hòa tình yêu thương bác ái. Là ý Chúa muốn chúng ta sống tin mừng, vì trong Matthew đoạn 7 câu 21 Chúa nói với chúng ta là: không phải bất cứ ai thưa với Thầy rằng lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, mà chỉ có ai thi hành ý cha ta Đấng ngự trên trời thì người ấy mới được vào nước trời. Thật quá rõ cho chúng ta hai điều: tin vào Chúa và sống tin mừng, thi hành ý Chúa. Đó chính là hai điều kiện mà Chúa đề cập trong tin mừng hôm nay. Thưa cộng đoàn, bà cố Maria hưởng thọ 94 tuổi. Trong suốt cuộc đời làm Con Chúa, bà cố đã thi hành rất tốt, ở một mức độ cao, hai điều mà Chúa dạy hôm nay. Trước hết, bà cố có một đức tin trung kiên, một lòng mến sắt son và một đức cậy vững vàng cho lòng đạo đức của bà. Con được đến nhà bà cố rất nhiều lần, và thời cha Lạn khi nó còn phục vụ giáo xứ Phú Trung này, chưa được linh mục đâu, thì con vẫn hay về nhà bà cố để hai anh em tâm sự với nhau, và cũng hay ngủ lại nhiều đêm ở nhà bà cố. Hình ảnh bà cố
cầu nguyện trước bàn thờ, tay lần chuỗi. Hình ảnh bà cố sớm dậy để đi nhà thờ Phú Trung này vẫn còn in rõ nét trong con. Và bà cố rất mực yêu mến Đức Mẹ, vào hội đoàn Lizu Maria, rồi vào dòng Ba Đa Minh cho đến ngày nay. Và thưa cộng đoàn, người ta vẫn nói rằng cây tốt thì sinh quả tốt. Cứ nhìn vào quả đó thì biết cây. Cha Giuse Maria Đỗ Duy Lạn, tất cả các cha ngồi đây đều rất quen biết Ngài. Ngài lớn lên tại giáo xứ Phú Trung này, và khi làm thầy phục vụ lâu năm ở giáo xứ Phú Trung này, và sau này làm linh mục năm 2000, phục vụ một năm tại giáo xứ Tân Định và về làm chánh xứ Long Bình 3 năm. Cuộc đời linh mục của Ngài vắn vỏ chỉ có 4 năm, nhưng mà Ngài nổi bật về đời sống đạo đức, về lòng nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên, và nhất là về lòng yêu mến Đức Mẹ. Nhất là lòng yêu mến Đức Mẹ thì chắc Ngài đã thừa hưởng cái gia sản này từ bà cố của Ngài. Bà cố sớm tối kinh nguyện lần hạt rất nhiều. Đó là một tấm lòng, một cái tấm gương đạo đức, một cái tấm gương đức tin tuyệt vời, đức cậy, đức mến cho con cháu, cho cộng đoàn dân Chúa Phú Trung chúng ta. Và điểm thứ hai cũng rất tuyệt vời nơi bà cố đây là vâng ý Chúa, thi hành ý Chúa. Có những chi tiết rất là đặc biệt nơi bà cố này. Bà cố và ông cố có 14 người con. Hiếm có gia đình nào có 14 người con lắm. 9-10 con là đông rồi. Đây 14 người con. 3 người chú rước khi còn nhỏ, mộ phần vẫn còn ở dưới cái sắn. Còn sống 11 người con. Nhưng năm 1969, cách đây đúng 50 năm, khi đó bà cố mới có 44 tuổi, là Chúa rước ông cố về. Hai người con sinh đôi mà là út thì khi đó chưa được 2 tuổi, mới có 21 tháng. Tất cả đều chưa lập gia đình. Cha Lạn đi tu cũng làm thầy, bà cố cũng phải lo lắng. Và tất cả 10 người con ở nhà trong bàn tay bà cố, vừa làm cha vừa làm mẹ. Hai tay hai người con mới có 21 tháng tuổi, rất bé bỏng. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng mà đây là một người mẹ phi thường, một người mẹ đầy nghị lực để cúi đầu vâng ý Chúa, không than phiền, nhưng mà thể hiện vâng ý Chúa, thi hành ý Chúa. Khi Chúa Đức ông cố về và một bầy con như vậy, kinh tế thì khó khăn, vẫn vâng phục ý Chúa, lo cho con cái đầy đủ. Thế nhưng khó khăn chồng chất khó khăn. Năm 1975, một trang sử mới của đất nước, thì bà cố vẫn còn 10 người con. Chỉ có một người con lập gia đình, tức là đi lấy chồng. Trong tay bà cố vẫn còn 10 người con, kể cả thầy Lạn trở về gia đình để chuyển sang bên chủng viện và phục vụ giáo xứ Phú Trung này. Một người mẹ trẻ 50 tuổi mà một cuộc sống khó khăn của xã hội lúc đó năm 75 mà cáng đáng một gia đình 10 người con, chưa có ai trưởng thành, chưa có ai nghề nghiệp gì, thì chúng ta biết rằng thành
thánh giá nặng chừng nào. Nhưng bà cố lại vui vẻ đón nhận, vâng ý Chúa, thi hành ý Chúa. Và biến cố đau thương nhất chính là biến cố năm 2004. Chúa rước cha Lạn về. Và đây là một biến cố làm suy sụp bà cố. Bà nhớ thương cha Lạn và thơ thẩn nhiều tháng sau đó. Cũng từ đó, sức khỏe bà cố yếu dần. Tuy vẫn còn đi nhà thờ và làm việc trong nhà được, nhưng mà như ngọn đèn cạn dầu, cứ ngày ngày yếu đau nhiều bệnh tật. Và chính trong bệnh tật triền miên đó, bà cố lại là tấm gương vâng ý Chúa cho các con, các cháu noi theo. Không một lời ca thán, không một lời kêu ca, không một đòi hỏi. Và chỉ 3 tuần vừa rồi đưa vào nhà thương Thống Nhất đây, vì bệnh quá nặng, con có đến thăm bà cố. Bà không nói được trên giường bệnh ở nhà thương, nhưng mà con nói với bà rằng, bà cố, hãy đón nhận thánh ý Chúa trên giường bệnh. Cha Lạn ở trên trời sẽ cầu bầu cho bà cố trước tòa Chúa. Chúng con, tất cả mọi người sẽ cầu nguyện cho bà cố vâng ý Chúa. Bà cố không nói được, nhưng mà mắt chợp liên tục. Cái mắt chợp liên tục nhắc cho tôi biết rằng bà cố bằng lòng. Bà cố rất sẵn sàng để đón nhận những lời mà tôi vừa nói về vâng ý Chúa. Và kể cả đón nhận giờ sau hết mà Chúa gọi. Chỉ sau 3 tuần nằm nhà thương thì Chúa đã gọi bà về đời sau trong bình an. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, bà cố như một con chim bay thẳng về trời với 2 đôi cánh. Một cánh của lòng tin, lòng mến và đức cậy. Một cánh của việc vâng ý Chúa trong một cuộc đời hết sức khó khăn. Trong một cuộc đời một người mẹ phải đảm đang quá đỗi vất vả cho đến ngày bệnh. Và vui lòng chịu bệnh vì Chúa trong nhiều năm, nhiều tháng. Chắc chắn Chúa sẽ ân thưởng cho bà cố. Chắc chắn Chúa sẽ đón nhận bà cố. Nhưng dù sao, thân phận con người không tránh khỏi những thiếu sót này cách khác. Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ và cầu nguyện, xin lòng thương xót Chúa rủ thương tha thứ để bà cố sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và chắc bà cố lúc này vui vì được gặp người con thân yêu là cha Giuse Maria. Chúng ta cũng chúc mừng bà cố vì bao năm tháng mong mỏi gặp lại người con. Sau 15 năm qua đời, nay hai mẹ con gặp nhau. Và tất cả chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại bà cố, gặp lại cha Giuse Maria trong ngày Chúa gọi chúng ta hoặc trong ngày trung thẩm. Amen.